kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường có xu hướng hiểu nhầm về người khác, dẫn đến việc chọn không đúng cách để kết nối và giao tiếp cùng họ. Chúng ta thường đổ lỗi và coi nhẹ người khác, cũng bởi vì bạn chưa nhận ra mức độ ảnh hưởng lẫn nhau, chưa biết cách linh hoạt trong phương thức giao tiếp để thích ứng với cùng cách suy nghĩ của những người khác. Chúng ta đã không biết trân trọng đúng mức trí tuệ của bản thân, cũng như không nhận thức được hết những sự việc xảy ra. Nguyên nhân chính khiến chúng ta không thể giao tiếp một cách hiệu quả với người khác là do bản thân chưa biết cách cộng tác với những người xung quanh. Trong chương trình Kết nối tri thức hôm nay, Tuyết Vân xin giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Trí tuệ cộng tác. Trong cuốn sách này sẽ chỉ rất rõ 4 chiến lược và các phương pháp luyện tập đột phá giúp chúng ta tự nhìn lại bản thân, cộng tác với những người xung quanh và tìm ra giải pháp cho những vấn đề trong công việc cũng như trong đời sống hàng ngày. Sách do nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành năm 2020. Thưa quý thính giả, cuốn sách này là thành quả rất nhiều năm nghiên cứu của từng cá nhân nói riêng cũng như là của cả tập thể nhóm tác giả nói chung. Tất cả những câu chuyện và ví dụ được nhắc tới đều dựa trên những sự kiện có thật. Trước đây, những người nông dân nghĩ rằng cắn mổ lẫn nhau là bản năng của loài gà. Về cơ bản, chúng là một loài động vật có thiên tính sống độc lập, không mấy hòa đồng và chúng không thể chịu được việc chung sống cùng với nhau mà không gây chuyện. Tại một số trang trại, người ta còn áp dụng biện pháp cắt cục mỏ của chúng. Song, việc này không đem lại bất cứ hiệu quả gì mà còn làm cho việc ăn uống của chúng trở nên khó khăn hơn. Chúng bị cơn đói hành hạ và tự mổ vào người của mình, rồi cắn mổ dữ dội những con khác trong đàn. Đến một ngày, một người nông dân vô danh đã nhận ra một điều vô cùng đơn giản nhưng có thể thay đổi mọi thứ. Trong lòng gà rất tối và chính tình trạng thiếu ánh sáng đó là nguyên nhân dẫn đến việc lũ gà tự mổ bản thân và cắn mổ lẫn nhau. Người nông dân đó đã thắp sáng những chuồng gà của mình. Lũ gà đã ngay lập tức dừng việc này lại, chỉ đơn giản vậy thôi. Trên thực tế, con người chúng ta chẳng khác là bao khi chúng ta không nhận ra rằng tâm trí của chúng ta có thể cộng tác với nhau một cách hiệu quả thì chúng ta cũng chẳng có gì khác gà tự mổ lẫn nhau trong bóng tối. Sự so sánh này không quá xa xôi như bạn nghĩ. Khi giao tiếp và tư duy cùng nhau một cách hiệu quả thì khuôn mặt của chúng ta thực sự sáng bừng lên. Tâm trí không sáng suốt thì sẽ phá vỡ mạch suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu tự gây tổn thương cho bản thân và những người xung quanh. Con người chúng ta không thể tiếp tục tư duy trong chia rẽ và tâm tối như vậy. Trí tuệ cộng tác chính là nguồn ánh sáng cần thiết cho sự tồn tại của từng cá nhân nói riêng cũng như là các tập thể nói chung. Giờ đây thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác là phải cùng suy nghĩ, cùng nhau tư duy. Món quà lớn nhất mà loài người chúng ta mang tới cho thế giới này chính là khả năng suy nghĩ. Và mối nguy hiểm lớn nhất mà loài người chúng ta mang tới cho thế giới này chính là việc chúng ta không thể cộng tác suy nghĩ cùng người có tư duy khác với những người có phương thức tư duy khác với bản thân. Cả cuộc đời của tác giả, bằng cách này hay cách khác, đều liên quan tới sự cộng tác. Nỗi ám ảnh này của tác giả dần được nâng lên một tầm quan trọng lớn lao hơn. Khi thế giới cạnh tranh khốc liệt hơn trong nền kinh tế toàn cầu. Và để có thể làm được điều đó, chúng ta bắt buộc phải học cách suy nghĩ, tư duy cộng tác và sáng tạo. Nếu bạn từng tham dự một buổi hội thảo với đủ loại lý luận tranh cãi kịch liệt, bạn cố gắng thay đổi quan điểm của một đồng nghiệp và một dự án nào đó, hoặc có những cuộc cãi không hồi kết với một thành viên của gia đình, bạn gặp phải khó khăn khi tham gia các dự án cộng đồng, bạn sẽ nhận ra một điều rằng, thực sự, hầu hết chúng ta đều không biết cách suy nghĩ cộng tác sao cho hiệu quả. Dù có sự trợ giúp của rất nhiều thiết bị kỹ thuật số, chúng ta vẫn không ngừng khao khát được gặp gỡ mặt đối mặt. Nhưng chúng ta lại dành quá nhiều thời gian để làm việc một cách đơn độc
bên cạnh đủ loại màn hình và xa rời những nguồn cảm hứng, những phương cách đổi mới bản thân mà vốn dĩ chỉ có thể tìm thấy trong quá trình cộng tác. Trong 50 năm qua, tác giả không ngừng cống hiến cho việc giúp người khác tìm ra loại hình trí thông minh đặc hữu của họ, giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các bậc phụ huynh, các giáo viên và cả những đứa trẻ hiểu biết về khái niệm trí thông minh đa dạng. Từ lâu, chúng ta đã quen với việc đánh giá sự đa dạng của con người qua lăng kính chủng tộc, giới tính và văn hóa. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều chưa ý thức được sự khác biệt trong cách thức suy nghĩ của mỗi người. Do vậy, công trình tiêu biểu nhất mà nhóm tác giả đã thực hiện thành công là phát triển những chiến lược, những phương án hành động thực tiễn nhằm thúc đẩy tiềm năng và tư duy của mỗi người, giúp họ vượt qua những giới hạn, những rào cản vốn đã ăn sâu bám rễ vào thói quen của mình. Chỉ số trí tuệ cộng tác, CQ, là một chỉ số đo lường khả năng cộng tác suy nghĩ, tư duy cùng người khác. Đây là một năng lực vô cùng quan trọng với tất cả chúng ta. Để có thể tiến nhập vào nguồn trí tuệ này, đầu tiên chúng ta phải học cách tôn trọng sự khác biệt trong cách suy nghĩ của mỗi người và sử dụng chúng để đương đầu với những thử thách phức tạp. Cứ nhìn vào những xung đột thường xuyên xảy ra trong quá trình cộng tác suy nghĩ với nhau thì nhiệm vụ này dường như là bất khả thi. Quý vị thân mến, chúng ta hãy thử tưởng tượng mỗi tay bạn nắm lấy một đầu của sợi dây và kéo thật mạnh về hai hướng ngược nhau. Lúc này thì bạn nghĩ là ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho sự giằng xé trong cuộc đời bạn? Hầu như tất cả mọi người, mọi nhà lãnh đạo và mọi tổ chức đều đang mắc kẹt trong những tình huống tương tự. Chúng ta càng cố kéo xa ra thì lại càng thêm mắc kẹt. Vậy làm thế nào để giải quyết được vấn đề đối lập này? Trên thực tế, cách duy nhất là giải tỏa áp lực để hai đầu dây lại gần nhau hơn. Bằng cách này thì chúng ta có thể giải phóng tâm trí của bản thân, tiến tới cộng tác cùng suy nghĩ và tìm ra giải pháp nối liền hai đầu dây để tạo ra một vòng tròn hoàn hảo. Chúng ta đều biết rằng, muốn vượt qua quãng thời gian thử thách này thì chúng ta cần chung tay cộng tác cùng nhau. Quý vị có biết không, trong chiến tranh thế giới thứ hai ở London có một con phố kỳ lạ. Các gia đình sống ở con phố đó không nói chuyện với nhau, dù chỉ là một lời, trong suốt hàng thập kỷ. Họ không buông bỏ được những mối hận thù kéo dài từ đời này qua đời khác. Khi London bị thả bom dữ dội trong trận oanh tạc Blitz, những gia đình này phải chia sẻ chung một hầm tránh bom. Đối mặt với vấn đề sinh tử, mối bất hòa của họ ngay lập tức tan biến. Họ bắt đầu thiết lập tình hữu nghị. Những người vốn chẳng nói chuyện với nhau trong suốt nhiều năm, giờ đây lại sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, đùa giỡn và cười nói với nhau một cách vui vẻ. Phần lớn những rào cản chia rẽ chúng ta thực ra chỉ là những lựa chọn tồn tại trong tâm trí. Khi mạng sống của chúng ta phải phụ thuộc vào nó, rào cản đó sẽ biến mất và chúng ta sẽ gắn kết với nhau bằng mối liên kết vốn có trong mỗi người. Trí tuệ cộng tác sẽ đưa bạn từ quá khứ đến với tương lai. Đó là một con đường dài, cần có người chung vai, góp sức. Việc chúng ta khác nhau không có nghĩa là phải có một người trong chúng ta là người sai. Điều đó đơn giản là không chỉ có một cách để đúng. Bởi vì câu hỏi thực sự cần đặt ra không phải là từng người có biểu hiện tốt đến đâu, mà là chúng ta có thể cùng nhau cộng tác làm việc hiệu quả đến mức nào. Thất bại và đổ vỡ đều bắt nguồn từ những lối mòn trong tư duy, và đột phá bắt nguồn từ những suy nghĩ vượt ra khỏi các giới hạn của thói quen thông thường. Giới hạn trong tư duy chắc chắn sẽ giới hạn con đường đi đến thành công của bạn. Cuốn sách này sẽ giúp cho bạn mở ra cánh cửa tâm trí đang bị đóng chặt, giúp bạn kết nối với thế giới xung quanh và hòa nhịp tư duy, phát huy sức mạnh đột phá. Quý thính giả và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Trí tuệ cộng tác tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và quý vị đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên kênh YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Với mong muốn
tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.